Chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại mới về cái dòng dao Mỹ, là một cái mẫu dao mà được rất nhiều bác quan tâm. Thì em xin chi tiết về hai cái mẫu dao này để các bác nhà mình khi xem nắm bắt được. Con dao này thì cái chiều dài của nó thì tầm độ 11 cm, và cái phần tay của nó rất chi là đẹp, được lẹp bóng như thế này. Đây là cái phần lẹp bên trong. Đấy. Con dao này thì nó là mẫu dao cao cấp, cho nên là nó sẽ được chốt rất chi là chắc chắn. Như các bác nhìn qua trên cái màn hình tay em cầm thì nó được chốt 1, 2, 3, 4, 6 vít nhé. 6 vít là rất chi là chắc rồi. Đấy, đây là cái phần lẹp của nó đây. Đây cái phần lưỡi. Cái lưỡi của nó thì rơi vào tầm 5 cm. Đấy các bác, đây là con dao gấp nhé. Đây là em mở hẳn ra đây. Một dòng dao rất chi là đẹp, nó rơi vào 11 cm. Và chắc chắn là khi xem được video này các bác cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Sau đó em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Con này em miễn phí ship trên toàn quốc. Và đối với các bác mà đã đến với bên cơ sở em thì chắc chắn là các bác đã lựa chọn được một đại lý lớn nhất, và giá cả cũng sẽ tốt nhất. Và những cái dụng cụ thì sẽ là dụng cụ số 1. Đấy, đây là con Mỹ ngắn nhé. Em chi tiết về con Mỹ ngắn này một chút nữa này. Cái phần tay của nó thì cũng có cái màu nó đậm hơn và cái màu nó nhạt hơn nhé. Đấy, nó cũng không cùng màu đâu, cái này màu nhạt hơn một chút này. Đều là 6 vít của cái dòng dao Mỹ. Đây là một cái mẫu dao đa năng, các bác có thể đi rừng, đi phượt, làm cây cũng rất chi là cần. Một cái dụng cụ các bác treo chìa khóa, lái ô tô cũng rất chi là cần một con dao như thế này. Để khi nào cần thì mình sẽ sử dụng tới nhé. Đây là cái con Mỹ ngắn. Và tiếp tới là tới con Mỹ dài. Sau đó em sẽ chia sẻ tới các bác cái cách gập dao. Bởi vì rất nhiều bác khi mua con dao này về không biết là gấp nhé. Đây là con Mỹ dài. Tổng chiều dài của nó là 21 cm. Đấy, các bác nhìn tất cả những cái ốc chốt của nó rất chi là nhiều chốt. Rất chi là chốt. Đây. Những cái chốt này thì giúp chiếc dao của các bác rất chi là khỏe, của dòng Bowling, dòng dao Mỹ. Đấy thì cái này thì em sẽ mở hẳn ra cho các bác để mình xem nhé. Đây là mở hẳn ra này các bác này. Chiều dài của nó là 21 cm. Và cái cách để gập con dao này vào như thế nào, em hãy chia sẻ tới các bác. Bởi vì các bác khi mở ra nhiều bác không biết là gấp. Thì đây dưới này nó có một cái lưỡi gà như thế này nhá. Các bác bẻ cái phần này vào. Bẻ vào thì sẽ mới gập được dao. Còn nếu không bẻ vào là không gập được dao đâu các bác ạ. Đấy, đây là em đã bẻ vào rồi nhá. Và con Mỹ ngắn này cũng tương tự như vậy các bác ạ. Các bác sẽ bẻ cái phần lưỡi gà vào như thế này. Đây, bẻ nó vào như thế này. Đấy, thì các bác sẽ rất chi là dễ dàng. Với cái dòng dao này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và giá của nó cũng rất chi là hợp lý, bên em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Với cái con dao ngắn này thì em Thảo đang gửi từ các bác, giá sẽ là 180.000 trên một con. Em Thảo sẽ miễn phí ship nhé. Đấy, đây là con ngắn này. Và con dài này, đây là con dài. Con dài này thì giá của nó sẽ là 280.000 trên một con. Em Thảo cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Ngoài những cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo còn có rất nhiều loại khác nhau. Khi các bác mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới dụng cụ thì các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh ở ngay cạnh màn hình để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên em. Thì hôm nay cái dao Mỹ này mới về, là một cái dòng dao mà được các bác rất chi là quan tâm. Đấy. Thì bác nào trên mọi miền Tổ quốc khi xem cái video này cũng có thể mua được nhé. Chỉ cần các bác liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy, và số điện thoại của em thì đều có Zalo. Các bác có thể nhấn vào đấy để vào Zalo để em gửi hình mẫu trước khi các bác mua. Các bác được xem kỹ những cái sản phẩm như này. Cái này cầm rất chỉ là chắc tay và lặng tay. Đây là cái phần lẹp của nó đây. Đấy, nguyên vẹn con dao Mỹ khi em gửi cho các bác nó sẽ như thế này nhé. Mặt trước mặt sau. Cũng rất mong là các bác hãy xem thật kỹ. Cách mở ra mở ra vào chắc là các bác cũng nắm được rồi phải không ạ? Đấy là cái cách của mở con dao này. Một cái dòng dao kỹ thuật rất chi là đẹp. Cái chất thép của nó rất chi là ok các bác nhé. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo để đặt cái dòng dao này. Và các bác mà muốn gộp đơn cùng với nhiều sản phẩm khác thì hãy vào kênh của em. Kênh của em hàng mấy nghìn sản phẩm. Một ngày nào em đăng 1 đến 2 dụng cụ, 3 dụng cụ để các bác nhà mình tiện theo dõi. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau ạ.